Chào các bạn, hôm nay mình sẽ sử dụng cái thùng giấy cũ này để làm đồ chơi cho con mình. Làm một con cua bằng giấy bìa nha các bạn. Rồi mình sẽ cắt nó ra, cắt rời cái thùng giấy này ra. Mình sẽ lấy cái phần phía dưới này, mình sẽ rọc lên trên đây, mình bỏ cái phần giữa đi. Mình sử dụng một cái đoạn dây kẽm, mình sẽ bẻ cong nó lại như thế này, bẻ thành từng đoạn như thế này, nó tạo cái gấp khúc này các bạn, tạo thành cái đường gấp khúc như thế này để mình đo, mình gắn vào trong cái hộp giấy ha. Mình canh chiều dài cho nó bằng với cái lại thùng giấy này, mình dán nó vô hai cái bánh xe. Sử dụng hai cái bánh xe bằng giấy luôn, cho nó như này nó di chuyển được nè các bạn. Mình cắt mấy cái sợi giấy dài như thế này, này là làm cái phần chân của con cua nha các bạn. Đây mình gắn mấy cái ống hút nhỏ vô đây nè, một đoạn ống hút vô đây, mình sẽ cắt nó ra như thế này để gắn vào trong đoạn dây kẽm. Nó di chuyển nè các bạn, giống như cái chân của con cua ha. Dán một ít giấy màu lên, trang trí cho nó đẹp. Cái chân nó nữa nè, lại cái càng cua. Cái càng nó đâu? Nó qua kìa, nó ngã kìa. Càng đâu chỉ mẹ cái cây? Mẹ con kéo nó mẹ. Ừ con kéo thử coi.